Xin chào mọi người đã đến với podcast của Minh Triệu. Một là đừng quá dại trai, hai là đừng quá bi lụy. Tất cả mọi thứ mình nên vì mình. Cái này chị nói em đừng giận nhá. Cái cách nào mà nó dễ mang nhất không? Chúng ta rất là phải tằn tiện với cảm xúc của mình. Chỉ bản thân mình là người trong cuộc và mình hiểu mình nhất. Dạ em chào chị, dạ em chào anh, dạ. Tại sao em phải muốn? Tại sao không? Em cũng không mường tượng được. Cái đấy chính là cái nọc độc cho tâm hồn của mình. Tự nhiên em nghĩ em hơi giật mình. Em xuất hiện. Thảo! Chị có hiền không? Chị rất hiền. Chia tay người yêu cũ là ngay ngày hôm sau em sẽ đi chơi vui. Thế tốt, em chị được. em nghĩ là mình cần phải say trà hơn. Ở đây đang là hai người phụ nữ đang quá tỉnh táo.